chết rồi. À, con này được đấy. À, con này được. Con này được của nó đấy. Ai à, wow. Anh em ơi, hàng to luôn này. Hàng được của nó đấy. Tươi luôn. Con này được đấy. Con nhìn được hàng em đỏ tươi. Đến năm nay. Wow. Hàng đẹp. Úi giời. Dã man anh em nhé. Đóng rồi. Một con này bụng nó ăn này. Thỉnh ăn là no mồi mình. Sợ chưa? Đúng no mồi luôn. Đây là cái lý do sau này em bảo là thiên nhiên. Đấy, đây là cái cống chảy ra bên ngoài. Đấy, chảy ra bên ngoài và chảy ra con kênh là ngoài sông anh em nhé. Đây, ở cái hồ em câu đây. Đấy, lý do tại sao mà em cứ bảo hồ thiên nhiên là như vậy. Đấy, cái này nó không rộng lắm, có thể gọi là ao cũng được, ao hay hồ cũng được, hồ nhỏ. Đấy, anh em nhìn thiên nhiên luôn. Từ đây, đó, vị trí em hàng ngày em vẫn câu kìa. Anh em thấy chưa? Rất là thiên nhiên luôn đấy. Cá thì toàn cá sông nó vào thôi. Đấy, bên là cái con kênh để chảy ra ngoài sông này. Thì bây giờ bèo nó mọc kín mít này. Đang nhìn thấy gì cơ. Bây giờ chỗ này mà đào ổ câu đô đồng rất là thích. Mấy nữa đợt là mùa hè đấy. Mùa hè nào hôm nào mà nắng đấy. Em sẽ làm mấy ổ câu đô đồng ở vị trí này. Đó. Chảy thông năng suất luôn. Hello, chào mừng anh em, cho anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay trời bắt đầu có tí hửng nắng, mấy anh em rủ nhau đi câu. Sáng này nó còn lạnh lạnh một chút, thế là em cũng đi về luôn. Đợi đến trưa nắng bắt đầu ra câu bác này. Này ấm này là chắc chắn là sẽ lên hàng, em khẳng định 100% ấm sẽ lên hàng. Này bọn này cho con mồi ủ, thằng này nó cũng tự làm mồi ủ này. Một hộp đấy. Để câu lục quá. Đây này nó cũng cần 2m7 đánh lục đầu cần quá này. 2m7 cần này rất là cứng. Hồi trước có bác hỏi em mua cần này nhưng em bán rồi. Bán cho thằng này hai cái rồi. Hay còn hai cái là thôi để nhà sau này cầu lăng xê sau. Nhưng không muốn bán hết. Bây giờ anh em sẽ đặt cần nhá. Bắt đầu ra cần thôi anh em ơi. Này mới làm thêm quả ngọn phao mới các bác này. Đánh ngọn phao này cho nó đẹp. Ngọn vuông hơi bầu. Chắc không chơi ngọn dài nữa. Sao anh? Em chỉ cần được không? Được của nó đấy. Em chỉ cần quét nhỉ. Đây là em đã cân đồ sổ phao sẵn này các bác nhé. Đấy, giờ chỉ móc lưỡi vào đánh thôi rồi.
vẫn chơi quả lưỡi 12. Phao to này của em chỉ cần vẩy phát là nó ra tận giữa hồ ngay. Bác cho chơi lục thì chơi quả phao 26, vừa tầm mình đánh thiên nhiên thì là phao 26 thôi. Đó, đánh gần gần đấy. Nó đánh có đánh xa thì chơi phao to mới vẩy xa được. Đúng nó lọc mối nào. Thích. Cô nhỉ. Mời ngủ các bác này. Ngủ để mấy hôm ngoài đấy quên lại lắm, nó khô mất nước ở trên này. Mà vẫn giả lắm, câu rất ngon. Đánh bó mồi rất là hay, tiện nha, không có thuyền vẫn đánh được. Nhưng mà đánh ổ thì không phải có thuyền, ta giờ mang thuyền đi chết. Đầu tư thuyền hơi nữa thì cũng đáng tiền lắm, mình đánh thiên nhiên thì cũng không cần. Nhưng mà đánh cái này cũng thi thoảng gặp các to, không phải không gặp đâu. Nói quá xa mà em giật cá chép, cá vược ấy, cần đánh kiểu này ấy. Rất là hay. Đấy, các bác nha, nhìn em này, đây là phao bầu 30 các bác nhá. Đấy, nên nét cho nhìn cho đẹp. Đây bầu 30, cái này của em đánh kiểu bó mồi, còn em vẩy phát bay ra kia rất là nhanh. Đây là cái phao ấy. Nhớ là bác đánh bó mồi thì hãy cân phao theo cái mực nước nhá. Cứ đo, mình cứ đo nước ấy. Khi nào mà cái lưỡi lưỡi và mồi nó kéo chìm cái phao được tầm xuống dưới cái tầm như này là ok này. Đấy thì nó chìm xuống tới nước cái này, nhìn quả hoa này đẹp như này là ok. Ví dụ như là mình nước nó sâu quá thì nó sẽ chìm hết cái quả phao xuống đấy, thôi mình cứ căn dần lên thì bao giờ nó chìm được lên tới cái hoa đẹp, bởi vì sau cái quả phao nó dài vậy, đó chính là mực căn mực nước ấy. Nhiều chỗ đáy có khi nó không bằng nhau, chỗ này sâu chỗ kia nông hơn một tí thì bắt đầu nếu mà phao này nó mà ngắn nó tụt nó mất ngay, nhưng mà phao nó dài như vậy thì đôi khi chỗ lâu hơn tí nó chỉ nòi thêm một cây lên một đoạn, còn sâu hơn tí thì nó tụt xuống một tí thôi đấy, thì vẫn nhìn được cái hoa phao mình không phải căn nhiều lần. Thế ý nghĩa là sao cái hoa này nó dài đến như vậy em anh nhỉ. Đó các bạn thấy chưa, vẩy nhẹ cái nó bay cái này nó khoảng 30 mét rồi đấy. Khi mình nắm xa vậy hôm nay mình cua đã vào một tí để cho nó đỡ động đấy, chứ mình mà câu ngay tại vị trí đấy là cá động thì cá to chạy thì còn cá con ở lại thôi. Đấy, mình cứ nhấc lên cua dây lại đấy, ví dụ như mình hay câu đánh tầm khoảng 20 mét, mình ném khoảng 30-40 mét mình kéo nó vào thì cá to không bị động, không bị chạy. Bí quyết em đi câu nó nhìn chưa, cần đúng sau cái hoa phào của em mới nhìn này, em zoom nó bắt sao. Để em zoom nó bác xem nhá. Anh nhìn chưa? Cần sao đúng cái hoa phao của em này. Đấy nó vừa nổi chậm mặt nước. Nên là ok nhất nhá. Lúc này mấy mưa mấy ngày quá, sáng thì rét ơi rét luôn. Sau thì buổi chiều ở trưa nay nó lại hành hành. Hôm bác sáng thì còn mặc áo khoác đi câu biết đấy. Nhưng mà về ăn cơm mới ra đây trưa nó hành hành. Kiểu cái này hành hành mà đến ngày mai mà được như thế này nữa thì câu cá ăn như chết đói luôn. Bởi vì khi nó lạnh thì nó toàn nùi cái bùn này, thì nó cứ nấp vào nó lười ăn. Mình cũng phải rét ấy, toàn đắp chăn ấy. Cá này thì nó rất là lười ăn. Đó. Bình thường cái mồi này của em mình cần đắp xuống tủ khoảng 15 phút các bạn. Chỉ cần 15 phút này. 15 phút mà cá nó cắn ngay mình giật 3-4 phát bắt đầu mồi nó vỡ ra tụ lại thì cá nó đến thì nói thì đàn. Nói chung một chỗ phải nhiều cá nữa. Thì chỗ em câu chỗ này nó thiên nhiên thì cá nói chung là nó cũng vừa. Thì cái là nó không bị động nên là dễ câu thôi, chứ còn nó không như là mấy cái hồ to. Hồ to cá nó bầu nhoe nhoét rồi. Đó. Mấy anh em bảo đi câu đài nó giật là nhiều. Ở đấy thằng kia. Đóng không? Ui đóng rồi. Ui thằng kia đóng cá ơi. Có gì đấy? To. Ui, sướng nhá. Căng cước cái kia cơ mà. Cái gì ngon. Đấy, đây coi nhìn. Chép á. To thế. Ngon. Mới tập câu lục các bác ạ. Đấy mồi ủ chua của em mới tập câu lục. Ui dồi, to kìa to. Ui giời.
Ống giữa mồm, được con đấy được đấy. Tươi luôn. Hàng bự con này con đấy phải gần cân. Úi giời ơi, thằng kia nó lắm cá chưa kìa. Nó qua kìa, nó lại lên con nữa to đùng luôn. Xuyên táo rồi. Thì ngon nhỉ. Không rồi, có khi anh em thu đồ về chỗ phải kia câu bác là phải ổ nó câu nó giật nít đi ạ kìa. Mình ở đây không con nào. Không có nào mà sao. Không 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 thôi. Mày mày đợi anh về câu với nhá. Này hỏng rồi em ạ. Anh em ơi. Anh em rút đồ về bên kia rồi. Nhắm cá quá bên kia nhiều quá. Ném phát nào cá ăn phát đấy mình đặt chán ở kia chứ đấy con nào nó mút. Cùng một loại mồi mà có khi thằng vài con thằng không được con nào ấy. Thằng này câu hên thế nhỉ. Này con này, thằng này hên thật, nó ngồi lấy toàn nó to này này. Rồi. Không chạy được. Cùng con này toàn lặng nhỉ. Cần thì có hết bảy có đóng từ lấy con nhìn phê chưa. Thằng này đúng này số nó hên thật đấy. À, toàn con cụ tổ ấy, đóng chuẩn lưỡi nhoe nhoe đấy. Được, được. Để con nhìn cá bụng đói như gầy nhỉ. Cá thiên nhiên bụng gầy. Được, này cũng là thằng niên hài đập trái nhất năm rồi. Đấy là đóng bao nhiêu hàng này. To có to này, mình nhớ chưa được con nào này. Hỏng hỏng. Đấy, câu cá thì nhiều con này ngon nhỉ, trùng. Phèn phèn phèn. Gỡ cẩn thận vào tay thì oảng đấy. Đấy. Con này bự đấy, con này nói là bự của nó đấy. Không phải tạm vừa đâu. Nó nhìn bàn tay của em này biết đấy. Bình thường nếu mà đi câu cá ở trong nuôi thì bảo cái này nó nhỏ nhưng mà đây là cá thiên nhiên nên này là cực kỳ to rồi. Anh em đi câu cá ngoài mà sông ngoài mương biết đấy, được con rô phi này xíu bỏ sừ nhỉ. Thằng phèn. Phèn luôn. Đấy được con này. Tươi rồi, rói các bác này. Phê. Đấy hên đấy. Rồi. Đẹp trai nhất năm. Đấy. Có ba chứ chưa có nhìn thấy đội ngũ của em chưa, toàn nục thôi em này, chơi toàn nục rồi, không chơi đơn nữa rồi. Thanh niên này cô đơn cả góc này, nó không có con nào, đang người chán này. Đấy, các thành các cần thủ chúng ta đang chơi nục rất là ác, giờ lém cái bụi mù ấy dài ấy rồi quá. Cái này là mấy chục mét. Đấy, vảy rất là kinh. Thành rồi là toàn chơi hàng nặng thôi, không chơi đơn nữa rồi. Đấy, đôi khi cắn câu kiểu bó mồi nó cứ chật chào chào giật liên tục. Mấy cái ao thiên nhiên thì đa phần rô phi, mà sao rô phi nhiều thế không biết. Vẫn có cả cá cháp cá chép nhưng mà sao mà toán thấp phi rô phi nó vào này. Trước đây con cháp nào nên bảo các bác nhìn nó giật một cười. Chứ đấy con chép bụng lên bờ. Hàng đó em ơi. Móc xiên mắt. Anh em nhìn hàng này. Đấy, câu thiên nhiên này đa phần là móc phải loại rô phi này thôi. Ui rô phi mồm buồn cười chưa.
Bác nhìn mồm nó phi giống buồn cười. Ôi giời. Đây, nhìn mồi rô phi này, trồng từ ấm an chưa? Nơi này nó bị dị dạng như sao mà nó lại bị như thế này nhỉ? Để ra cho qua xem nhé. Đây, nhìn như mồm một cá chim luôn. Ôi sao? To béo chưa anh em ơi. Sao? Ui chỗ chỗ nó buồn cười như thế này. Ôi. Hôm nay em phát hiện ra đấy có rất nhiều loại cá nó dị dị quá này. Rô phi nó kiểu quái mồm ấy kiểu này nhỉ. Đây có nhìn xem rô phi mồm nó kiểu quái nó kiểu này nhỉ. À, rất là buồn cười luôn này. Để trong cái gì ấy. Thịt cá ma à. Anh em nhìn mồm hay chưa. Đấy trời, đều rô phi to luôn. Không biết loại rô phi gì ấy. Ngon, tươi. Đây rồi. Em nữa các bác này. Đấy, có thiên nhiên đa phần này rô phi này. Đấy, cứ có rô phi là vui rồi. Con này trông buồn cười chưa? Nó nhìn trong này, cá rô phi ở trong rất buồn cười chứ này. Những cái nổi mắt kiểu quái gì ấy, tại. Em nữa. Nẹp. À. Tươi, 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 tươi. Rô phi. Đây, một chú rô phi. Còn là bự đấy. Bự luôn. Anh em mình tí nhau cố bó mồm với sông dập này, rô phi thì rất là cao, hầu như là rô phi rồi. Nếu mà chép cá nó là phân mất vào này, sông dập thì rô phi. 90% là rô phi. Thank you.
xúc này. Chết không. Ăn mồi. Mồi nào hơi bị nhiều đấy. Con này to này anh em này. Nó xuyên táo đầu này, con này ăn mồi mình hơi bị nhiều luôn, kẻ lẫy nhỉ, sao thật. Rồi. Đấy cái bảo sao không đi hồ dịch vụ, có bao nhìn này đi câu thiên nhiên được cá này không phê thôi, đi câu hồ là một chết tẹt thì. Nhìn như câu vui lại được cá, cá tầm này đều đều sướng. Ô. Vừa vui vừa được cá. Đấy bên này là phê. Thằng đẹp. Thằng đẹp. Đóng một con này bụng nó ăn này, thỉnh ăn là no mồi mình, sợ chưa, đúng no mồi luôn, bao nhiêu mồi nó hấp hết, bao nhiêu mồi nó ăn hết.
Ê giời, anh em nhìn phê chưa? Ê, cầu con cá này phê chưa? Bụng nó to như là con trâu. Ăn bó như mồi của mình này. Ăn bó như mồi luôn đấy. Bụng to như con trâu, trâu bầm. Vào hết đây. Con này được đấy. Con này được. Con này được của nó đấy. Ai giời. Ui. Anh em ơi, hàng to luôn này. Nè, hàng được của nó đấy. Được luôn. Luôn. Con này được đấy. Vâng, nhìn được hàng em đỏ tươi. Đây năm mê. To bự luôn. Dã man anh em nhé. Đóng rồi. Một con này bụng nó ăn này, kình ăn là no mồi mình, sợ chưa? Đúng no mồi luôn.